bây giờ vào việc luôn nha. Chắc hẳn rằng là không biết rằng anh Asin có ở ngoài Đường Lai này không? Thì chắc rằng là nếu anh ở Đường Lai này thì anh cứ vào đây để những cái gì em nói có đúng hay không đúng nha. Việc thứ nhất, em nói với anh Asin như thế này này. Bắt đầu từ cái câu chuyện khi xuất phát từ ở trong miền Nam đi ra, và em đúc kết lại một điều nha. Em đúc kết lại một điều như này để cho anh biết này. Anh Dương Oai Dương Hùng để anh đi ra ngoài này, thực chất ra em khẳng định 100% luôn là anh lợi dụng bé Giao. Ngược lại, anh khống chế cả bé Giao luôn, để bé Giao không liên lạc với một ai cả nha. Vâng, xin chào cô chú bác anh chị đã trở lại với kênh của Trúc Ngân và kênh Thành Lợi. Hôm nay thì buổi sáng ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin phải nói là chấn động luôn quý vị ha, chấn động luôn. Thì thông tin là mới đây thì anh xin anh lên cái clip mà anh nói ý trời là phải là YouTube, cho nên là ý trời YouTube cho nên cho ảnh khiến cho ảnh phải làm Thì lại. sau khi tuyên bố nghỉ YouTube được 1 giờ đồng hồ, thì 1 giờ sau thì ý trời Ý đã giúp trời đã anh Asin này quay lại làm YouTube. à, thì mới đây cũng ý trời đã đưa anh Asin vào xuống địa ngục. Thì năm trước thì mình nhớ không lầm, năm trước thì anh cũng bị một pha lên bờ xuống ruộng, cũng là nói chung là bởi vì tôi nói làm việc là phải làm trong sạch, còn làm dơ thì lên lên trời xuống 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 mau lắm. Bởi vì tôi nói dơ sống bẩn. Thì mới đây nghe thông tin là phải nói là đại gia chiến lợn ha, cái sự thật vì sao mà Asin bỏ về giữa chừng, và sự thật cái câu chuyện gia đình của chị Giao, sự độc quyền, sự khống chế của Asin này, cái lúc này là sự khống chế của Asin đối với gia đình chị Giao, cũng như cái câu chuyện mà bỏ anh em của mình ở ngoài Hải Dương bỏ chạy về đây là sự việc như thế nào. Thì mời quý vị khán giả vào đón xem cái câu chuyện này, mắc cười lắm cả nhà. Và cho tôi nói cả nhà thấy không, sống dơ anh sống làm sao mà anh dơ, thì anh ta xin là Đi đi thì cùng anh em mình ha, còn về thì về một mình. Trời ơi. chơi chơi phải nói là hết mà sống hết mình mà chơi, anh chơi lại với đàn em của mình hết hồn luôn Hết hồn. ha, những cái sự thiệt mà sự thật mà phải nói chấn động luôn quý vị ha. Thì ở đây thì mới đây thì cái câu chuyện á mà anh Asin này cũng đã tuyên bố trong cái clip mới đây, thì nói chung là sau xảy ra những sự việc gì đó thì anh Asin này đều nhờ người giúp, thấy không? Cái miệng thì nó lắp bắp, thấy không? Lên nói cho giữ vô rồi ta anh đại nào rồi kia, sau đó đòi về xử người ta. Ai ngờ cái đó là chỉ qua là cái cớ thôi, cái việc bị anh đại gia chiến á cho cút, thấy không? Vì anh quá sống quá dơ bẩn. Thì ngày hôm qua thì chị Hồng Hà, chị Hồng Khang, chị Hồng Bí Ngô cả nhà lên vạch mặt rồi, quá dơ bẩn luôn, phải nói là quá dơ ha, dơ mà nhục mặt luôn anh em YouTube miền Nam luôn ha, phải nói là có anh, nhờ có anh làm quá nhục nhục nhã đúng không, ê chề luôn đó. Thì ở đây á thì anh nói á, là thật sự sống anh nói là anh ra ngoài kia là nhờ giúp gia đình 10 câu anh cũng nói là để mà giúp đỡ cho gia đình, rồi 10 câu anh cũng nói là nhờ anh bảo vệ này thế kia. Anh sống không có bẩn, anh sống không có độc quyền, và ai nói anh độc quyền là anh đá vô cổ họng đó. Thì hôm nay Quá thì trời. quý vị thấy là anh tự đá vô cổ họng rồi, thấy không? Anh ăn anh nhai anh nuốt ha, rồi anh nhai lại rồi anh nhổ ra rồi anh khạc anh nhai lại, đó là những sự việc thế này rõ rồi. Có nhiều 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 quý vị khán giả khi mà tụi tôi nói thì mấy anh nói là Nghe. châu cọt rồi ghét châu ăn, đúng không? Châu cọt ghét Nói châu mình ăn. sân si anh này anh kia Rồi thì anh em YouTube cùng nhau mà phốt nha, cái nào đúng là đúng, sai là sai, chứ không phải có chuyện mà trong nghề. Rồi trong nghề thí dụ anh kia anh sai anh xạo anh lừa dối khán giả, sự tin tưởng ủng hộ của khán giả, rồi quý vị im ghê hả? Cái đó sống mình sống làm là gì không được, có gì ra cái đó, chứ không phải là mình âm thầm mình nín rồi rồi mình im miệng khi mình biết được sự thật, không? Đó thì ở đây thì câu chuyện độc quyền hay không thì quý vị cũng thấy đến ngày hôm nay thì cũng đã quá rõ rồi ha. Lúc đầu thì
cái sự việc ra thì ra ra cùng anh em, rồi anh tưởng như là một người anh cho rằng anh là người anh... giám hộ này nọ. Cái giấy nào là cái giấy giám hộ của anh đâu, anh nói coi đâu giấy giám hộ đâu, anh có giấy giám hộ không? Không, anh chỉ là một YouTuber đi theo quay câu like câu view, thấy không? Anh giám hộ cái gì? Anh đi quay chủ yếu anh cập nhật cái đâu, ăn anh cũng không tha người ta nữa, đúng không? Ăn cũng tha anh rồi, chứ giám hộ giám định gì đây? Có giấy nào mà giấy giám hộ không? Có chưa? Ai cấp cho anh cái giấy giám hộ? Thì theo em nói cả nhà cũng thấy khi mà từ xuống sân bay á, cả nhà thấy không? À, chị Giao thì cũng mang bầu 7 tháng nhưng mà tại sao mà lúc xuống sân bay cho chị nghỉ ngơi đi mà vô khách sạn mà còn quay phim quay này quay nọ nữa, nó vậy là cũng đủ thấy rồi. Rồi à, tới lúc ăn á thì ăn cũng không yên, đợi cho ta ăn xong đi rồi quay, trong lúc ăn mà cũng quay nữa, ăn cũng yên đó, thấy không? Ăn cũng quay, vô ngủ khách sạn cũng quay, khách sạn cũng quay, rồi thằng nhỏ ngủ cũng lôi đầu cái cậu ba thương, cậu ba hung. Trời ơi, thương gì kỳ cục thiệt. Mà cái này á là quay y quay y, nó không độc quyền mà y quay vậy. Thì sau khi cái sự việc không có cái chuyện mà đại gia Chiến Lợn, rồi thông tin cho rằng là đại gia Chiến Lợn là độc quyền cái gì, sẽ đánh quyền bản quyền hình ảnh, là đó là cái câu chuyện của Asin này tự dựng ra thôi ha, tự dựng ra, tự dựng nói thôi, chứ đại gia nào mà cấm hình ảnh gì đây, phải không? Nó xạo để nó quay độc quyền thôi. Rồi thậm chí cái vấn đề ăn á, là miễn cưỡng để quay chị Giao thôi, tại vì bây giờ chị Giao trong tình thế là kiểu như là không thể nào nói được. Thậm chí em út trong gia đình của chị Giao là bị Asin này khống chế hết, phải không? Tại vì tình thế là một người mà có ơn, mà có người ơn mà bây giờ đi quay giúp vậy, bây giờ Asin nó nói thì phải nghe, rồi không nghe thì thí dụ mà lên nó phốt nó nói vậy thì gia đình hiểu lầm, nói Giao này là này kia, không nghe thì cũng không được. Trên tình thế đó nó cắt hết trơn rồi, phải không? Thậm chí là nó gọi về gia đình nói rằng là cấm không cho YouTube quay, khi nào mà Asin về quay xong thì YouTube mới được quay. Rồi tôi bó tay luôn quý vị. Từ tình thế một cái người chồng vũ phu được cơ quan chức năng giúp trong khủng hoảng tinh thần, còn gặp thêm Asin này khủng hoảng cả gia đình luôn, phải không? Nào là nó phải là cấm không cho, dặn gia đình cấm không cho, trong tình thế đó gia đình phải nghe. Và thậm chí anh em có lại là xác định thiệt là có nói, anh em lại hỏi thăm rồi tình hình chị Giao ngoại sao rồi, thì ở đây gia đình lúc đầu là nói chung lại là đón tiếp tốt lắm, nhưng mà khúc sau này là gia đình không dám cho quay luôn, nói là Asin dặn quay, nếu mà Asin về quay mới được quay. Và thậm chí mới đây nghe một cái thông tin mà từ chị Hồng chia sẻ luôn, là Asin này có ý định là nếu mà đợt này về trong này Nam á, là đem lại nhà nó luôn, ở nhà riêng để cấm không cho mấy YouTuber quay. Trời ơi, tôi nghe mà tôi nói lùng bùng lỗ tai luôn. Trong khi đó YouTuber gì vậy, anh YouTube sạch không? Sạch mà có ai đăng mà cái kiểu mà đi quán vô nhà của người ta quay người này người kia, quay bất chấp. Thậm chí là anh Chiến, thông tin anh Chiến là thậm chí là kêu không được, đừng có gọi cho anh nữa. Sau khi biết sự thật mà chơi dơ tách đuôi nhóm tâm gồm này kia. Mà thậm chí cái điều bẩn nhất ở đây, anh em đi chung của Asin, đàn em của Asin, nó bỏ người ta ngoài luôn. Và sự thật là tiền của người ta tự bỏ ra, chứ không phải nói đàn em là y bao đâu, nghe bỏ tiền đâu, tự bỏ tiền ra thấy bà nội luôn. Nó đây nó trong ngồi kia, nó ngồi trong kia nó ăn đồ ngon sơn hào hải vị, còn đây anh em nó bỏ dòng thằng sống dơ, đúng không? Anh em xã hội cái gì sống dơ, anh em mình còn bỏ thì mà sống dơ. Mà sự thật phải anh em mới nói cái câu anh em, mà anh em nó bao máy bay tiền xe tiền ăn không nói, anh em là tự đi, đúng không? Bởi vì mang cái mát là giang hồ wifi đó vậy đó, đúng không? Mà cái điều dơ bẩn ở đây nữa là cái sự thật là đại gia cho tiền 5 người trong gia đình nè, ba mẹ nè, rồi chị Giao nè, em chị Giao, em rể chị Giao, đúng có 5 người thôi. Nó bắt á, gia đình chị Giao, là đặc biệt chị Giao nè, phải liên hệ xin cho nó một vé thêm. Và cái sự việc nó biết từ ở trong Kiên Giang rồi, chứ không phải ra thế mà diễn trò ai vậy mấy anh lại vậy, nó biết hết trơn, nó diễn trò. Mà khốn nạn nhất là người ta tức tại sao nó biết cái câu chuyện đó, nó vẫn để cho anh em nó ra mười mấy người ra để làm mục đích gì, đúng không? Để cho nó vì tiền, nó vì độc quyền, nó bỏ ra người anh em mười mấy người ra để bỏ tốn tiền mấy chục triệu với tao, mười mấy người mà tiền ăn tiền uống mấy ngày nó không nói gì hết trơn. Người ta cũng vẫn tưởng là bên đây người ta không cho quay, rồi người ta muốn bí mật gì này nọ,
gốc gột nó nói, gốc gột nó đăng hết trơn, có biết mặt cái gì đâu, ăn ngủ gì. Và cái sự việc như thế này nữa nè, tiền người ta cho để mà có cái phòng riêng cho chị Giao, nó cũng không cho riêng nữa, ở chung luôn đó quý vị, để nó quay, đúng không? Trong khi đó là nghe nói là ở chung với anh em, rồi em rể của chị Giao là chung gia đình, là ở chung để cho nó tiện quay, đúng không? Dơ tới mức độ vậy đó. Chị Giao không có một cái không gian nào mà riêng biệt, mà để phải nói là riêng tư luôn. Hầu như lúc nào ngủ, lúc nào ăn cũng quay được chứ. Cậu ba thương, thôi ông ơi, thương. Cậu ba, con lại cậu ba. Con nuôi ở An Giang nhóc kìa, chưa lo xong. Con mình còn chưa thương nữa, ôm con nuôi, trời ơi. Con mình ở An Giang nhóc kìa. Con nuôi, mẹ nuôi. Ở An Giang phải nói là Asin này nó nhận cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, cháu nuôi, rồi em nuôi một đống. Có nuôi đâu, bỏ trơn rồi. Đợt này coi cái nuôi nữa không. Đó, và lên tiếng cho rằng là nếu mà gia đình chị Giao cần là rước được không? Ra ngoài rước đi, ra giỏ mà rước. Quý vị có hiểu tại sao mà Asin xóa mấy cái clip không? Bị đại gia chiến lận, người ta kêu xóa clip đó. Người ta kêu xóa clip đó. Nhục nhã chưa? Trời ơi, nhục nhã chưa? Quá nhục nhã luôn. Một cái người phải nói 10 tiếng cũng anh chiến, 10 tiếng bạn của Asin. Ai là bạn của anh? Thấy người ta giàu bắt hoàng làm họ chứ ai bạn anh đâu. Bạn là nào? Đó, bạn nào? Trời ơi, bạn tôi. Mắc cỡ quá. Dơ tới mức độ mà xin kêu chị Giao á, là xin đi cho ảnh đi thêm, trong khi đó người ta có cho 5 người thôi. Ta hỗ trợ người trong nhà thôi, anh giúp cái gì? Anh giúp cái gì? Đúng không? Ra đó giúp cái gì? Giúp quay chứ giúp cái gì? Người ta đâu có cần, người ta có tiền, người ta có địa vị, người ta có đàn em lo, anh lo cái gì? Đúng không? Còn mở miệng anh nói là lo trong cơ quan chức năng đồ. Anh là làm cái quyền gì mà anh vô cơ quan chức năng làm việc? Anh người có liên quan gì không? Giám hộ, giấy giám hộ anh đâu? Có không? Xạo. Anh Chiến khi mà biết sự thật, cái con người của anh này khi mà tiếp xúc, người ta đại gia mà nói sơ là người ta biết anh dơ, sống dơ như thế nào rồi. Lấy chiếc mẹt ra khè, chạy siêu xe ra rồi quay mới đăng đó bị quý vị có đặt dấu chấm hỏi tại sao Asin nó xóa clip không? Nữa. Lấy xe ra mượn xe nó đi công việc. Gốt gột lại là tưởng gì lại ngay chỗ mấy cái chỗ mà live stream trong phòng đó, là lại chỗ mấy anh em của đi theo nó đó. Đó lại đó, nó like nó ngồi đó đó. Nó nói là để đi đặt khè, chủ yếu khè thôi. Người ta đại gia mà. Người ta mua siêu xe mà. Người ta có lắp camera định vị ở đâu hết chứ. Anh nói ông đi công việc, gốt gột anh xạo ke, người ta biết dư sức đủ, biết con người Asin này như thế nào rồi. Qua cái đợt này tôi phiên anh á, anh để cái từ Asin thôi là đổi từ A thành chữ dấu Á và chữ thêm chữ N, đó là ăn xin, không cho nó đúng. Bỏ từ anh em xã hội đi, nó nhục anh em xã hội lắm, đúng không? Anh gắn cái từ cái mát anh em xã hội, tội anh em xã hội. Những người ta sống rất là đàng hoàng, sống rất là chân thật, người ta sống rất là người ta biết chia sẻ, biết lẫn chia nhau, sẻ và người ta biết ăn mình nên giống biết, như anh biết đâu. Này biết kia chứ không phải sống một cái loại như anh, thấy không? Ăn muốn ăn trọn vẹn mà ăn mà sống dơ chứ phải ăn kiểu đó cũng có ngon lành gì đâu, ăn ngon lành gì không đó. Bây giờ coi quý vị khán giả nói tụi tôi châu cọc cái gan, tôi ghét gì, tôi đâu có gì đâu, cái đó là sự thật, vẫn sự thật thôi, đúng không? Sự thật vẫn cả nhà. Và nếu mà nói tụi em ganh ghét là tại nhà phải xem từ nhiều phía, từ nhiều kênh khác nhau, nói về cái này thôi đó. Mà khi Tâm Gòm là người quay đầu tiên á, nó quay ok, không có chuyện gì. Đến khi mà Asin nãy vô cái câu chuyện này, đủ chuyện trên đài hết, độc quyền nào là nó quay, nó cắt đuôi anh em YouTube hết, tách biệt hết, và những gì cũng độc quyền. Và đặc biệt ở đây là hầu như, thấy không? Đầu như là độc quyền riêng tư hết. Là khi anh em lại quay là nó bắt buộc gia đình phải kêu là chị Giao mệt rồi, bắt chị Giao, không cho chị Giao ra. Sau đó anh em về là bắt đầu nó ra, nó quay đi ăn rồi đi đủ thứ hết trơn, sống dơ bẩn không đó. Mà trong khi cái người đầu tiên vẫn là Tâm Gòn quay, mình phải biết mang ơn người ta chứ. Mình làm vậy thì khán giả ta hiểu lầm, ta nói gia đình chị Giao này vô ơn với người như Tâm Gòn đạt mục đích rồi bây giờ là quên đi cái người ơn của mình đó. Người ta hiểu lầm, ta chửi luôn gia đình chị Giao. Mà ai không ngờ khi mà biết sự thật là chị Giao, nhà gia đình chị Giao bị Asin này khống chế, đúng không? Tại vì qua cái mát anh đại mà, thì thậm chí tôi nói với vị biết là khi mà Asin vô là gia đình của chị Giao rất là thích. Tại vì anh này anh đại mà, có cái mát anh đại, nhưng mà người ta cũng không biết sự thật như thế nào, dính chàm rồi. Và đặc biệt cái câu chuyện này mình mới mắc cười nè. Chị Hồng chỉ chia sẻ rằng là xuống chỉ bất ngờ khi gặp Asin. Đúng ra là chỉ nói là cái băng bánh mì là băng anh em mình nè, quay nè,
là đã nhận rồi sao không thấy bánh mì, ở đâu đúng ra bánh mì phải xuống. Thì có một người trong nhóm của Asin nói rằng là băng bánh mì nói không có kinh phí cho nên không đi, cho nên Asin nhận đi. Khốn nạn không quý vị? Không, bởi vì sự thật dơ giấy dễ gì giấu giếm, bây giờ lú ra hết trơn rồi đó. Không, sự thật đó, không? Nói là cho rằng là anh em chỉ có Asin mới là người dám nhận lên cái sự việc này, không có ai mà dám nói hết đó, để ra đó. Cái này là chị gia đình chị Giao biết rất rõ, là tại vì khi anh em quay đó, đến đó là cũng nói chị Giao rồi. Nếu mà chị có ấy thì anh nhu cầu bên anh cơm bánh mì á, sẽ lo cho chị từ A tới Z luôn, để có tiền để ra máy bay ra Hải Dương. Chứ đâu phải mà nói không có kinh phí đâu. Còn cả nhà không tin á, thì clip vẫn còn ở trên YouTube, thì chỉ cần gõ kênh anh bánh mì ra là thấy thôi. Đó, có ghi rất là nhiều, trong đó hôm đó có Tâm Gòm quay nữa. Tâm Gòm cũng lúc đó nói là trong tình thế là khó xử nữa, đúng không? Đó, rất là nhiều kênh quay, quý vị có thể coi ai là người đăng trước và hứa trước. Không, cái sự việc này hối nó lên tiếng rất là mạnh miệng, cho rằng bỏ tiền ra rồi đó. Bây giờ hôm nay nè, người đầu tiên ai? Giúp tiền chị là... Giao đó, người đầu tiên giúp chị Giao rồi, rốt cuộc có giúp đồng nào chưa? Một xu còn không có nữa. Tiền của anh Chiến mà thậm chí nó ăn xin đi theo, phải nói từ ăn xin á, nó ăn xin đi theo chứ không phải là người ta cho. Người ta đâu có cần A Xin đi đâu, nó đi nó quay thôi, làm được cái tích sự gì đâu. Cơ quan chức năng là người ta làm việc, còn A Xin nào làm việc trong cơ quan chức năng, lấy cái gì, lấy cái tư cách gì mà vô làm cơ quan chức năng, đúng không? Người giám hộ tôi nghe mắc cười, có giấy đâu, giấy giám hộ đâu, người giám hộ đi thì nó đi mà. Trước nó bỏ người ta ở phía sau, người ta đi sau, người ta đi sau, và trong khi nó biết dư sức biết cái sự việc này mà dám lôi anh em nó theo, nó khốn nạn không? Nếu một thằng đàn anh mà như vậy nó biết thì thôi mày ơi, tao thông tin tao không cho đi đâu. Theo em nói gì đàn em đâu tốn tiền, theo dẫn anh em ra thì cũng thể hiện được một số bản lĩnh của anh Đại, dẫn cỡ mười mấy tên người anh em ra thị uy cũng thấy bản lĩnh rồi. Có, ở ngoài bắt ta nghĩ đồ anh này dẫn được em theo thiệt thể hiện. Giữ thiệt mà đàn em này đàn em tự xử nha, máy bay tự đi, ăn tự uống và tiền tự xử chứ không phải đàn anh mà lo đâu nghe. Còn mấy cái chuyện quay thì để anh Đại quay, mấy em ngồi uống cà phê đi cho có thôi, mà rốt cuộc phải nó đi mà nó bao cho anh em nó thổn thức nữa. Xưng danh là ta đây là anh đàn anh mà để cho đàn em mình tự đi, tự tốn tiền, tự ăn, tự ở trọ, rồi nó bỏ trong người ta trong nhà trọ mấy ngày trời, rồi nó ngồi trong nó ăn, đúng không? Quay nhà xè lầu xe hơi nó phe, mà trong khi nó mượn cái danh của người ta. Chứ anh Chiến ảnh rất là tốt, người sống rất là thẳng chứ không phải sống dơ như thằng A Xin này. Mượn xe rồi thể hiện ta đây ta chạy siêu xe nè, rồi ăn này thế kia, 10 câu cũng là anh Chiến, 10 câu cũng là bạn chiến mà bạn anh hồi nào. Ồ, thấy sang bắt hoàng làm họ. Và ở đây sự việc này quý vị thấy không? Rõ ràng không? Bể ra lần Xin nó không tốn một xu nào hết trơn á, nó ăn xin. Nó ăn xin từ người ta thôi, chứ không tốn một xu nào hết trơn á. Nghe chưa? Đó, 10 câu nó làm cái sự việc á, không làm ra cái tích sự gì hết á. Đó, rõ ràng quý vị thấy chưa? Đến ngày hôm nay quý vị còn chửi tôi là châu cột hết trơn, nói sự thật thôi. Chứ không ghét ai chứ. Sự thật vẫn là sự thật. Mình sống dơ thì mình phải chấp nhận, đón nhận cái điều đó, đúng không? Mình đi chà đạp người khác, chà đạp cái chê người ta dơ bẩn để đưa mình lên. 10 câu A Xin nói có khi nào mà nhắc đến anh Chiến này nọ không? Nó đưa nó lên trước không? Nhờ nó mới bảo vệ an toàn cho chị Giao ra mày đó. Chứ sự thật là anh Chiến anh lo từ trong kia rồi, đúng không? Còn cái câu chuyện mà nó nói là anh Chiến tốt này nọ, đó là chỉ tô điểm cho cái sự việc nó thôi. Nó đưa nó lên rồi nó tô điểm nó vuốt đuôi thôi, chứ thật chết anh Chiến là mấy người lo từ trong ra ngoài chứ không phải A Xin. Quý vị phải nắm rõ cái điều đó nha, tới ngày hôm nay phải hiểu nha. Đó, đến đâu cũng mang cái mác là gọi là anh em xã hội đó, như mình vô rồi mới biết đó, đúng không? Ai cũng tin tưởng thấy A Xin lại là ma phái lắm, đặc biệt câu chuyện chị Hà. Và giờ tiếp theo là cái câu chuyện của chị Giao thì quý vị biết rồi ha. A Xin này nên tránh nó ra nha, tránh xa A Xin này ra, đúng không? Giúp đỡ chị Hà lên tiếng mạnh mẽ rồi nhận làm con nuôi đủ thứ hết, cái giờ có ra trò gì không? Đúng không? Vừa thấy cái câu chuyện này nổi trội là nó nhảy qua nó kiếm ăn rồi, đúng không? Giúp được gì cho ai? Đó, bị đuổi về trong từ đó đuổi về tám chứa rồi về cái làm bộ nói trời ơi, tại vì A Xin đã có một cái cuộc gọi này mà khiến A Xin không thể nào bỏ được YouTube cầu cứu. Bây giờ tao ngày mai tôi nhờ một người nào đó gọi cũng được vậy cho đỡ nhục, đúng không? Tôi gọi nó trời cầu cứu đặng cho anh có cái kế làm tiếp, phải không? Anh nghĩ đi. Trời nghe tao mắc cỡ quá. Chị Hà còn chưa xong, còn vụ này bà kia nghe bà khóc, bà cũng diễn nữa. Quan ức quá, nhờ A Xin giúp. A Xin nó giúp được cái gì? Quan ức. Hay con mình nó có như thế nào thì mình lên cơ quan chức năng mình trình báo, chứ A Xin nào mà giúp. Đó, hình tượng đó như chị Hà đó.
là cái mát đó thằng Asin nó giúp không, nó giúp được gì rồi, tới đâu rồi, chuyện tới đâu rồi, tôi chưa thấy chuyện tới đâu hết trơn á. Tôi thấy là không có bằng chứng thì mình lên xúc phạm hình ảnh của người ta là cái điều đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ ha, xúc phạm quyền lợi ích của cá nhân người ta là đủ đi rồi. Nhưng Tấn giả thương Asin là chứng bị mà hầu, tôi nghe nói về đợt này là cũng đi hầu công an á, cái kết quả thì có, thí dụ có cơ quan chức năng người ta tóm cổ Tấn rồi, mình không binh vực những cái việc đó, nhưng mà cái nào đúng thôi, sai thì cơ quan chức năng xử chứ. Asin là có quyền lên án người ta, làm xúc phạm ảnh hưởng người ta, đưa hình người ta hàng ngày, chửi người ta hàng ngày, làm được cái trò gì rồi, đơn giản cái chuyện chị Hà thôi, đừng nói chuyện chị Giao, không làm tích sự được đâu, đúng không? Chửi cơ quan chức năng, xúc phạm ngành pháp y, cho rằng người ta ăn hối lộ này nọ, bằng chứng đâu, anh có bằng chứng chưa? Nó mà Asin chỉ cần mời lên tao hỏi một câu mày có bằng chứng hay không thôi là đủ đi xa rồi, viết đơn tố cáo luôn á là đủ rồi, không có cần tới vụ Tấn nè. Tấn nó chưa đi nè, tôi nói nè, tôi không binh nha, Tấn là có cơ quan chức năng xử, nhưng đúng. Mà cái sự việc mà đơn giản nói về xúc phạm cơ quan chức năng, viết đơn tố cáo là đi rồi, đơn giản thôi, 331 đúng không? Nào đi trước, tôi thấy Nga Xin đi trước rồi đó, đúng không? Vạ miệng thể hiện ta đây, nhưng mà không biết tích sự gì hết. Bây giờ nghe nói là có người giết rồi, yên tâm nha, ngày không đi tôi mới lạ nha. Nga Xin này sống dơ lắm đó. Đợt này nói chung là cái việc mà đơn giản nói cái clip đó thôi là đủ đi rồi, chứ đừng nói tới thằng Tấn nha. Tấn thì chắc chắn tôi nghe nói cũng thưa luôn. A Xin này đợt này nói chung á, sống mình lớn rồi, già cái đầu rồi, không có, cũng nói chung là nghe có xui rồi này nọ, ngu như bò, nhớ không, có xui da rồi mà lên nói chuyện nói không có gì, với cơ quan chức năng mà anh không có bằng chứng, anh nói cơ quan chức năng là ăn tiền của anh Tấn kia, thấy anh sai rồi. Mình nói chuyện nè, nói thì được, nhưng những việc gì mình phải có chứng minh, mình chắc chắn thì mình đi lên đơn tố giác luôn cũng vẫn được, mình người dân mà vẫn được tố giác, nhưng mà mình nói vậy là mình phải, mình nói sao mình đi tố giác đi, mình biết mình sẽ tố giác đi. Nếu mà anh biết cái cơ quan nào ăn á, anh tố giác thì vẫn được, cơ quan đó ta xử lý đâu. Cái chỗ đó chứ đâu cần phải anh lên mạng, anh lên mạng anh nói anh xúc phạm cái chỗ cơ quan của người ta, anh có bằng chứng đi là anh lên nói, anh nói gì làm gì, mục đích gì, đúng không đó, anh nói anh có 1000 clip bằng chứng, mà bằng chứng trong giấc mơ luôn quý vị, 1000 clip trong bằng chứng về cái câu chuyện Tấn đi tù mà trong giấc mơ không à, nói tôi quay 1000 clip mà trong giấc mơ, bà kia báo mơ bà đấy, bà nói vậy đó. Đó, rồi đi lên nó cung cấp cho cơ quan chức năng đi. Chứ lên đăng lên 1000 clip mà anh giấu, anh nói anh giúp mà anh giấu anh không đăng, anh nói làm biến đăng nữa. Ủa? Cần gì đăng lên giúp cho người ta đi, bằng chứng mà. Lên đó mà đưa cho cơ quan chức năng người ta xử lý cho nha. Đó. Quý vị tôi nói á, cái vấn đề 331 thì rất là nhiều cô chú người đã bức xúc, ta viết đơn rồi, yên tâm đi. Bất kể người dân thấy cái vấn đề mà tội phạm được quyền viết cái đơn tố giác trình báo cơ quan chức năng là hốt liền à, nhớ yên tâm nha. Và tôi hôm bữa tôi có nói, tôi thấy cái clip này tôi cũng cũng rất là thích, cho nên là tôi cũng gửi cho cái group mà cái nhóm của công an An Giang, tôi gửi luôn rồi tôi gửi cho nó nhanh nha. Mình người dân mình thấy cái gì sai phạm mình cứ cắt cái mình gửi, nhưng mà nó lên mà không cần nói nhiều đâu ha, cho cái vỏ mồm cho Asin mới bị biết rồi, từng lên công an bị xử phạt rất là nhiều lần, sống dơ đặt điều. À, những cái thông tin sai sự thật bị nhiều rồi, chứ không phải mấy lần đầu đâu nha, từng sợ xóa kênh mà đó. Còn ở đây á, thì ở đây cả nhà thấy Asin á, có về nhiều cái lý do mà sống bẩn nên anh Chiến mới biết sự thật á, ảnh không cho điện luôn, điện nói cho ảnh sống dơ quá mà, điện là ảnh cho nó không tiếp xúc. Những người sống bẩn như vậy, người ta là một ít nhất doanh nhân, người ta dư sức biết và người ta tiếp xúc với cái người lội mà sống dơ như thế này ra sao rồi. Tách cái việc mà nội mà tách không cho anh em để tiếp cận anh Chiến hay thế nào, là anh Chiến dư sức biết là khi mà biết được là xin cấm cửa luôn, xin đi về là vụ đó đó nha. Sống dơ ta không cho quay trong nhà, ta vẫn quay đăng lên, không sự xin phép, không được cho phép đăng lên luôn. Miệng lúc đầu thì nói là gia đình anh Chiến không cho quay rồi này nọ để anh em không tiếp cận được, nhưng mà nó lại quay được, đăng lên đó, anh Chiến cấm luôn rồi đó, cấm luôn, cấm cửa rồi, đâu cho ấy đâu, bắt buộc phải xóa clip hoặc xóa kênh, không thôi là người ta kiện đó. Sống dơ chơi nhục chưa, quá nhục luôn, còn mở miệng nói là sắp tới ra rước chị Giao nữa, rước đường nào. Bây giờ hỏi nè, chị Giao nè với anh Chiến với Asin bây giờ chọn ai thôi, đơn giản thôi, tất nhiên là phải chọn anh Chiến rồi. Và chị Giao cũng là nói chung là đường kẹt
cửa giữa, đúng không? Mang cái mát này rồi được Asin giúp đỡ này nọ, gia đình ta tin nhầm. Nhưng mà sau này anh Chiến cũng có nói và Giao cũng nói chung cũng biết bị lợi dụng, cho nên là Giao bây giờ cũng tỉnh rồi. Nói chung là Tâm Gòm sẽ đồng hành sắp tới với chị Giao đó. Và sự việc phải nói là cấm cửa YouTube, sau này về là sẽ về nhà Asin không cho YouTube dơ quay, trời bó tay không, cái sống bẩn vậy luôn quý vị, bó tay luôn. Để cho mình anh quay ha. Hồi nãy tôi nghe tôi cũng mắc cười lắm quý vị, mà chị Đại nói là chính xác rồi. Anh nhục quá anh Xin ơi. Thậm chí là anh Chiến người doanh nhân người ta như, anh làm như vậy chắc anh không biết cho anh dẫn dắt người ta được. Anh là dạng YouTube dơ mà, anh chửi là YouTube dơ. Tôi bỏ tay luôn anh Xin ơi. Nhục gì mà nhục. Đúng ra hồi nãy anh im lặng đi, người ta đâu nói anh ngu đâu, đúng không? Tự nhiên anh lên điện chi để cho ta chửi là trời, tôi thấy tô điểm thêm cái sự ngu dốt của anh á, hiểu không? Nên anh ta nói vậy thì im lặng đi, khôn người ta ngồi im đi. Nói chuyện thì không xong rồi lên nói chị đang chị Hằng nè, chị Hồng đang lao like cái anh gọi đi làm gì vậy? Đính chính điều gì? Còn gì nữa đính chính? Đó, chị tuyên bố anh ra ngoài anh mà rước được anh là chị tài sản của chỉ cho anh hết đó. Ra rước đi. Cái nhà anh Chiến tiếp đi. Một tháng bạn, hai tháng bạn người này nọ mà. Đó, ra đó mà bạn. Thấy người ta sang bắt hoàng làm họ, chạy mượn siêu xe, chạy nhá nhá hàng, trời ơi, mắc cười đây chứ. Nhục, nhục gì đâu mà nhục, khí sợ trời. Một cái thân gọi là, cũng là gọi anh em xã hội mà, đúng không? Mấy cái tay mực này nè, phe khè, sợ quá. Ồ, đúng không? Đeo bên qua chị Hà thì anh bằng áo tay dài, anh ra ngoài Hải Phòng anh bằng áo tay ngắn không, anh thị y được sức mạnh của anh, trời ơi, có cỡ thiệt chứ. Nhục gì đâu, thua, đợt này không biết anh chui cái lỗ nào nữa. Thấy không? Trời ơi, điện cuộc gọi khóc nhau chứ nhà, chính vì cái cuộc gọi này mà khiến Asin không thể nào mà bỏ được YouTube rồi. Bà con cần quá, thôi anh ơi, chị Hà chưa xong đừng có nói vụ mà quan ức nữa. Quan thì để cho cơ quan chức năng người ta lên trình báo, người ta xử lý. Còn ông xử quan cái gì? Ông lên ông đăng ngày 80 clip chứ ông làm cái gì? Rồi ông lên chửi xúc phạm cơ quan chức năng nữa tiếp nữa chứ đâu, đúng không? Tôi nói mong là cơ quan chức năng, quý vị khán giả cũng chia sẻ những cái clip của Asin mà lên ha, cho cơ quan công an An Giang hoặc là làm cái đơn tố giác ha, tội phạm đó, tên này chửi xúc phạm đó, đến cơ quan chức năng đó, vậy là đủ mệt rồi, khỏi nói nhiều. Giúp cái gì mà giúp thì có cơ quan chức năng người ta làm. Asin không giúp được gì chứ nha. Đó, đơn giản chị Hà chị Giao này đó, thấy rồi chưa, rõ chưa, không giúp được gì đâu, tào lao vô độc quyền. Mà quý vị nha, hoàn cảnh khó khăn mà kêu Asin là thua nha, nó độc quyền rồi không có kênh nào lại quay giúp được đâu nha, phải biết cái điều đó nha. Một khi Asin vô là không có kênh nào quay được đâu đó, độc quyền mà dễ gì mà giúp được, chủ yếu Will thôi, còn hết Will thì tạm biệt, hết Will thì nghĩ là anh em nha, còn Will là còn anh em, mà còn Will là gia đình với nhau nha, hết Will là mình anh em mẹ nuôi gì đi hết nha, không có chung vô số cho mệt nha. Đó rồi, ở đây thì đi cùng á, mà ở đây thì cái câu chuyện người ta nói chị Hồng chị cũng nói đó, đi cùng nó không độc quyền mà đăng trước đăng tiếng, bắt người ta đăng sau đăng tiếng, không vậy là tôi hỏi như thế nào, YouTube có quy định là Asin phải đăng trước đăng tiếng rồi mấy kia phải đăng sau, phải không? Đó, có gàng không, rất là nhiều cái sự việc không? Rồi á, nói lo cho tất cả anh em, và cuối cùng là sự thật á, tiền thân ai nấy lo, thân ai nấy lo đó. Anh em kỳ trời, anh em chơi kỳ vậy, không nói là mình đàn anh mà để đàn em trả tiền tự lên máy bay, còn mình tiền máy bay của mình đi ăn xin. Ôi ôi, đang kiểu thì thôi thua rồi. Về mặt nói là Asin là khó sẽ làm kênh YouTube là không kiếm tiền, vậy anh kiếm cái gì, kiếm cái gì, đúng không? Đó, không kiếm tiền đâu, chơi đi ăn xin thôi à. Đó, xin tiền của người ta trời, nhục cái ghê, mở miệng ra nói là giúp cho Giao 10 tiếng, giúp cho Giao rốt ruột tiền đi ăn xin người ta, tiền không tốn một đồng xu, lên than thở Asin mệt quá, Asin này kia, rồi tiền bạc chi phí Asin tự lo, thôi ba ơi ba, cái mát của ba chạy xe, biết xe đó mượn hay là của ai mướn nữa tôi không biết nữa, chạy xe rồi mà đi ăn xin có mấy triệu bạc tôi bỏ tiền cũng được nữa, đúng không? Tháng này anh Asin giúp chị Giao rồi, Asin kiếm cũng bọn có cả trăm mấy à, đó, dư sức luôn á. Nếu mà tôi làm được như Asin là tôi bỏ mấy chục triệu cũng được, chứ một cái triệu mà nhầm nhò cái gì? Độc quyền quay kiểu đó là mấy ngàn đô, cái trăm mấy triệu, khỏe luôn nha. Ở đây thì
còn cho rằng là nói là bánh mì hết tiền này nọ. Nhóm bánh mì anh em mình quay rất là nhiều rồi, không? Sự việc có cho hay không thì quý vị tự coi lại đi. Tất cả 20 mấy 30 kênh có quay hôm trước cả xin mới lại sau thôi, cái sự việc đó là rõ ràng. Còn nói ra nhóm bánh mì do là bánh mì không có tiền cho nên không nhận, cho nên Asin mới vô làm, trời ơi hết kinh phí nữa. Mày clip nào hết kinh phí vậy? Asin này nó tồi lắm nha, mày bị chửi là đúng rồi. Asin ơi, mày không đáng là anh xã hội gì đâu, mày bỏ cái từ xã hội đi, kiểu nghiệp mấy anh em xã hội nữa, đúng không? Cút đi nha, đó, bỏ từ Asin thôi, đừng dính anh em xã hội kiểu nghiệp người ta. Đó, mở miệng 10 câu ra làm cơ quan chức năng, làm việc cơ quan chức năng, làm việc hồi nào? Rồi lấy cái gì tư cách gì làm ở cơ quan chức năng? Không có người liên quan mà làm gì trong đó, đúng không? Đó, làm ở đây thậm chí là chị Giao á, tới giờ này chị Giao cũng đã biết rõ sự việc, anh Chiến cũng đâu có cho chị Giao, chị Giao là biết rõ sự thật đê tiện của Asin này, còn cả gia đình của chị Giao là bị Asin khống chế khi mà trước khi mà gặp anh Chiến là mới khống chế luôn á, nói gì là nghe đó đó, đúng không? Thì biết cái sức khủng khiếp của Asin này chưa, đúng không? Một người sống phải nói là sống dơ, bởi vì tôi nói một mức lên cao vì sống dơ nhưng mà cuối cùng cũng là xuống tận đáy của xã hội thôi. Cái này mốt gặp mặt anh em ở ngoài cũng không biết sao nhìn sao để nhìn không? Mặt luôn. Biết sao mà nhìn mặt luôn á. Đúng không? Còn làm cuối cùng rất là nhiều vị khán giả cho rằng là gia đình chị Giao là vô ơn này trong ơn cũng vì tại Nga Xin này. Đúng không? Người ta hiểu lầm á, đúng không? Đó, rồi đấy. Cái câu chuyện mà từ khi mà bắt đầu từ lúc ở Kiên Giang tính ra ngoài đó vô nhà anh Chiến cũng là nhà chị Giao nó ăn xin. Tôi nói là nghe mức gọi thằng ăn xin chứ không phải Asin nha, ăn xin đó. Rồi mẹ Asin á thì nó lôi ra 1-2-3 tiếng á cũng là ăn với uống, rồi nói chung là hoài luôn á. Cậu ba cậu tư gì là ở đó là vô nhà của anh Chiến là quay suốt luôn, quay suốt luôn, riêng tư gì đâu, không có cái gì gọi là riêng cho chị Giao chứ, từ khi mà bắt đầu ra luôn cái liên tục luôn. Thì chị Hồng cũng có lên tiếng, nó nói người ta là phụ nữ, người ta có con nhỏ, cần có một cái phòng để riêng tư ở, này bắt ở chung hết trơn, rồi người ta ngủ cũng quay, rồi người ta thức cũng quay, không biết đi đâu cũng có quay luôn nữa. Một tiếng cũng là anh em, 2 tiếng cũng anh em, 3 tiếng cũng anh em, rốt cuộc bỏ anh em chết đói, tiền anh em xe anh em tự đi, máy bay anh em tự chịu. Trời ơi, tội nghiệp anh em đó. Mà đặc biệt đợt này có 2 anh em của Asin chắc về cũng no đòn với Asin rồi nha. Có nghe nói anh tên gì Chiến Cùi Bắp gì lang thang miền quê gì tới toan rồi, đợt này về no nha. Không biết về đợt này mệt rồi. Cái này bí mật của đàn anh bị bại lộ, 2 anh này no rồi. Chơi bỏ người ta ngoài ngoài luôn, khốn nạn không quý vị. Ha. Phải nhập theo nhóm qua Tâm Gòm để mà anh Chiến cũng có rủ lại nhà chơi. Biết sự thật là dơ giấy của Asin như thế nào. Tôi nói thiệt tôi nhục, muốn đội quần dùng Asin luôn. Giờ chỉ có đúng là cái quần mới đội được thôi. Thôi nha, bây giờ những hoàn cảnh nào mà nghe anh Asin này tránh xa giùm cái nha. Đừng có nói quan ức cái gì nó thôi đi bỏ đi. Tôi xin nha, nhiều đó thôi. Vậy mà nãy vẫn gán gọi lại chị Hồng nó đính chính nữa. Thôi thua nhục quá, người ta không tiếp luôn ông ơi. Ông nhục quá nha. Để cuối clip mình chia sẻ cái đoạn hội thoại này của chị Hồng chia sẻ cho cả nhà nghe luôn. Ôi thôi quá nhục rồi nội ơi, không tin được Asin nữa, làm nhục anh em xã hội quá, quá mất mặt, quá mất mặt thôi, vì đồng tiền dơ bẩn thôi nha, đó. Vì dơ bẩn là nói nội tiếng trước tiếng sau, nội cái câu nói của anh là chưa thấy là mâu thuẫn rồi, tiếng trước là gì nâng YouTube tiếng sau anh làm lại là thấy cái con người anh như thế nào rồi, sống hai mặt, không? Lương tâm của anh là thua nha, đó nhiều đó thôi, đủ nhục rồi ngày mai. Hôm nay là anh em chắc những cái kênh mà anh từng nói xấu á, chắc anh nhục lắm. Quá nhục. Trời ơi, bị ta đuổi luôn, quá nhục rồi. Thôi nha, anh nên nghỉ làm đi anh ơi. Về nhà bán cà phê đi. Nhà Asin có bán cà phê nha. Chứ có bán cái gì à? Dành nước tao không biết chị gì, giống giống xương khớp. Xương khớp nó nói nhà chị thuốc hay lắm. Cái giò thì đi có nửa chân à. Giò gửi à. Đi bán xương khớp nữa, đó. Thôi giờ xin chào nhiều đó thôi. Nha. Lép mà chắc cũng muốn nghĩ nói với Asin này thua rồi, nói chi nhiều đủ rồi đó, từ trên khung trăng mà xuống dưới lòng đất rồi còn gì nữa mà nói nữa, như đó đổi đủ hiểu và nhục nhã, cái sự nhục nhã của Asin như thế nào rồi. Thôi giờ em cũng xin kết thúc video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bây giờ vào việc luôn nha, chắc hẳn rằng là không biết rằng anh Asin có ở ngoài đường live này không.
thì chắc rằng là nếu anh ở đường lai này thì anh cứ vào đây để những cái gì em nói có đúng hay không đúng nha. Việc thứ nhất, em nói với anh Asin như thế này này, bắt đầu từ cái câu chuyện khi xuất phát từ ở trong miền Nam đi ra, và em đúc kết lại một điều nha, em đúc kết lại một điều như này để cho anh biết này. Anh Dương Oai Dương Hùng để anh đi ra ngoài này, thực chất ra em khẳng định 100% luôn là anh lợi dụng bé Giao nha, và ngược lại anh khống chế cả bé Giao luôn để bé Giao không liên lạc với một ai cả nha. Và những anh em làm YouTube kia cũng coi như là nếu có nhắn tin cho bé Giao hay có một cái gì đó với bé Giao thì bé Giao cũng không trả lời, và những cái gì mà gia đình của nhà bé Giao cũng không được tiết lộ thông tin. Đó là một sự khống chế của anh, đó là điều tôi khẳng định điều đó. Cái điều thứ hai là khi bé Giao xuất phát đi ra ngoài này thì anh là người biết chuyện, anh biết hết nha, anh biết tuốt tuồn tuột, anh là kiểu như là dạng coi như là người đàn ông biết tuốt ấy. Nhưng mà anh diễn một bộ phim mà anh diễn một cái vai diễn phải nói là đạt, vô cùng đạt. Đạt ở đây là gì? Anh biết rằng ra ngoài này cái Giao nó đã có người đón, có tất tần tật rồi, không cần phải một ai cả. Thì thử hỏi rằng anh Dương Oai và anh đưa các anh em từ trong đó đi ra để làm cái gì mà những 11 người hả? 11 người anh đi ra đưa ra để làm gì? Anh có biết rằng là một người đi ra sự chi tiêu tốn tiền, kinh phí nó là bao nhiêu không anh? Hả? Anh có biết rằng một cái kinh phí nó là bao nhiêu tiền không? Một em đi ra ngoài này tối thiểu nhất phải là cả chục triệu. Đó là gì? Các em phải bóp mồm bóp miệng lại. Ăn uống phải nói rằng là đơn giản thôi, cũng có thể là gì, ngày ăn một bữa thì hết chục triệu nha. Còn đấy là chưa biết là ở bao nhiêu ngày, chứ đơn giản thôi là đi ra từng đấy. Mà anh biết rất rõ rồi, anh biết rất rõ luôn là gì, ở bên Mạnh Thường Quân người ta chỉ yêu cầu là 5 người, là vì trong đó là gì, có bé Giao và em gái, anh trai và em rể là 4 rồi đúng không, và cho thêm 1 người nữa, và bé, gia đình bé Giao xin thêm 1 người nữa nha, xin thêm người ta 1 người nữa, đó là ai? Đó chính là anh nha, đó chính là anh luôn. Mà anh đi là được tài trợ tất tần tật, thế tại sao anh lại để cho các anh em kia đi để làm gì, trong khi đó các anh em đó rất khó khăn, nhìn xem có đứa nào không hả? Đi ra đến nơi, đến buổi chiều khi ngồi ăn cơm xong tôi còn hỏi anh có xe đón rồi thì em đi về nhá, nếu có xe đón rồi thì em đi về, thì anh bảo là không, em vẫn phải đi. Tôi hỏi anh là giờ nào để tôi biết, nếu như ngày mai bé Giao xuống thì tôi đi về để ngày mai tôi quay lại tôi đón, chứ bây giờ cứ ngồi ở đây như này vật vờ như này mệt lắm, tôi còn phải đi về, mà đường của tôi đi về phải 2 tiếng, hơn 2 tiếng đồng hồ tôi về đến nhà đúng không. Mà anh cứ úp và mở. Và tôi đến khi tôi nói thẳng với anh luôn là bây giờ có đón trong tối nay không? Nếu đón trong tối nay tôi sẽ ở lại. Hả? Có đón tối nay không? Nếu đón tối nay tôi sẽ ở lại, còn không là tôi sẽ đi về. Nếu như ngày mai thì tôi sẽ ở lại. Mai tôi quay ra, tôi lại quay lại, tôi đón. Còn nếu như không thì có người đón rồi thì cứ thế mà đón. Và tôi có một cái ngạc nhiên như thế này mà tôi thắc mắc trong lòng và tôi để ý. Thứ nhất là khi thuê phòng khách sạn, tôi đặc biệt tôi không thấy có một cái phòng nào để riêng cho bé Giao. Người ta ra, người ta con gái, người ta phải có phòng ở riêng của người ta đúng không?
nhưng tôi lại không thấy có nhắc đến ở khách sạn là có một cái phòng riêng, là tôi đã nghi ngờ rồi ngay từ đó rồi. Và tôi hỏi anh là có người đón chưa, thì anh cứ bảo rằng là có cơ quan pháp luật rồi có hội phụ nữ. Tôi nói thật cho anh nghe này, luật ý, một mả trong đầu. Và khi anh nói ra, tôi nhớ, anh nhớ tôi để cái tay này không? Tôi để cái tay này là anh không hiểu cái tay này là cái tay gì à? Nói nhá. Tiếp. Tuyên bố nữa rồi. Đang nói đến đâu quên cha nữa rồi. Tôi không thấy anh đặt phòng khách sạn cho bé giao riêng. Và tôi có hỏi anh rằng, anh ơi anh, có ai đón chưa? Đúng không? Và anh nói rằng là có người này đón. Thì tôi có đưa cái ngón tay tôi lên như thế này này. Là gì? Một người mới có giấy mời ra để làm việc. Thì làm gì có cái chuyện, cái chuyện đó. Hả? Con nít người ta cũng không nghe được. Tôi nói cho nhanh luôn. Nhưng tôi không nói năng gì. Tôi không nói năng gì. Và cái lúc đó tôi rất là bức xúc. Nghe không? Tôi rất là bức xúc rồi. Và tôi nói là tôi đi về. Anh có nhớ rằng là khi đi ra ăn xong, F8 đánh xe của tôi ra là ăn xong là chị ông đi về. Nhá. Anh còn nhớ không? F8 đánh xe ra là để làm gì? Để ăn xong, vì lúc đó là 6 giờ chiều, giờ chiều ăn. Ăn xong là để chị ông đi về. Đấy. Mà đánh xe ra để cho tôi, để ăn xong cùng với mọi người xong là tôi đi về. Đúng không? Và rồi anh, khi ăn xong thì anh nói với tôi là 10 giờ. 10 giờ. Tôi ok. Còn cái chuyện là đi sang bên nhà kia để gì tôi không nói đến là gì. Các có, đã có nhiều người nói rồi. Nhưng bây giờ tôi sẽ đi vào mục đích của chính của anh thôi. Khi ra sân bay đón thì sự cố đó xảy ra tôi hoàn toàn tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi giằng bé dao từ tay người ta. Nhưng khi vào đến kia ngồi tôi mới hiểu ra được vấn đề. Đúng không? Tôi hiểu được ra vấn đề là à, như thế này là người ta đón là đúng rồi còn gì nữa. Người ta có đầu, người ta có cuối. Người ta gửi, người ta lo hết. Rồi người... Và khi lúc đó anh mới nói với em là 10 giờ thì em ở lại. Và em có nói với anh em, nhưng em nói qua như thế này để cho mọi người hiểu như thế này này. Khi về đến khách sạn, bây giờ mình phải nói như này từ đầu đến cuối. Khi về đến khách sạn buổi trưa, anh gọi em sang phòng anh nha. Và anh lại còn cái bài, cái trò như này nữa, là dê dắt anh em để cắt đuôi những cái người mà tự đi đến nha. Tự đến, những anh em mà tự mua vé bay ra, anh còn chơi cái trò là cắt đuôi các anh em đó để anh coi như là đi ra Hải Dương. Và khi ngồi cùng với anh và cùng với chục bạn kia, em có nói như này đúng không anh? Anh Asin, em không nói sai nửa câu. Anh ơi anh, đi từ Hải Dương mà khi mà lúc mà sáng thứ hai làm việc mà lại đi từ Hải Dương quay lại đây thì các bạn ấy tốn tiền lắm, các bạn ấy cũng làm gì có tiền. Ở trong này không biết có bạn nào ngồi cùng ở đấy không, thì các bạn lên tiếng cho tôi. Các bạn ấy làm gì có tiền mà bây giờ lại thứ hai lại đi từ Hải Dương lại kéo lên đây để lấy thông tin. Đó là một cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là gì? Các anh em ở đây đến đây, người ta tụ họp tại đây, ai người ta cũng muốn có một cái clip để người ta đưa lên. Đó, Lang Thang Kiên Giang có cái kìa. Ai người ta cũng có một cái, muốn có một cái clip, người ta cũng muốn quay để người ta đi lên. Vì cái sự chi phí của người ta, người ta chi phí rất là nhiều. Ai người ta cũng chẳng muốn kiếm tiền hả anh. Còn đối với như này, anh quyết định như nào đó là việc của anh. Chứ còn đây là quan điểm của em là như thế. Quan điểm của em là như vậy. Không thể cắt đuôi hay là không thể những cái nào với các anh em như vậy được nha. Có đúng không? Em nói không phải có anh và có em, đúng không ạ? Anh Asin, mà em nói với tất cả các bạn ở đấy. Và có những bạn tự mua vé đến không có mặt ngồi đấy nha. Và em nói với anh một câu đấy. Và sau đó em đứng dậy em đi về phòng.
Nhưng em nghĩ một điều như này này, nếu như hôm đấy anh quyết định mà đưa các anh em đi về Hải Dương, vì từ Hải Dương ra đến chỗ nhà Luân ấy là cách độ khoảng tầm trên 30 cây mọi người, trên 30 cây. Thì mọi người đi lại có phải mất tiền không? Mất tiền chứ có gì. Vì nếu như lịch trình là sáng thứ hai là làm việc thì các anh em phải quay rồi, hoặc là các anh em còn phải đi đến nhà ngoại này, rồi nhà Luân này để các anh em quay, đúng không? Mà nếu các anh em đi thì các anh em cứ về lịch trình đi như vậy thì tốn tiền cực kỳ. Đó, mình nói với Asin như vậy. Và Asin nói là thế bây giờ ý bạn, ý Hồng như nào? Bảo không, anh quyết định. Đấy là quan điểm của em là như vậy. Các bạn đi ra đây các bạn cũng không có nhiều tiền nhá. Các bạn không có nhiều tiền, ý của em là như vậy. Còn do anh quyết định và sau đó mình đứng dậy mình đi luôn. Mình đứng dậy mình ra khỏi phòng luôn. Và mình thấy nó hơi bị buồn cười một chút là có một cái sự gì đó ở đây nha. Nó lăn tăn rồi. Và khi đến tối là 10 giờ là đi đón bạn Giao, đúng không? Và em có ngồi nói chuyện, khi mà mọi người đi đến về nhà ngoại thì em có người ngồi nói chuyện với cái bạn có cái kênh là Đời Lữ Thứ gì đấy, với cái bạn một cái bạn nữa là bạn tên là Luân, nhưng mà kênh của bạn ấy tên là gì thì em không biết, nhưng mà bạn ấy tên là bạn Luân. Thì em có nói với hai bạn ấy như này: hai em cứ ở nhà, hai em cứ ở nhà, 10 giờ là Giao về rồi, chị cùng với các em thay phiên nhau like mỗi người một tí thôi, sau đó là chị sẽ đi về nhà chị, rồi chủ nhật thì là chị nghỉ. Đấy, check in Sài Gòn với bạn Đời Lữ Thứ thì chị chủ nhật thì là chị sẽ ở nhà, chị không ra đây nữa. Thì chủ nhật các em cứ ở đây, rồi mấy anh em tự sắp xếp với nhau, rồi thứ hai thì chị mới đến. Thì có gì thì để đưa Giao để đi, thì có ô tô của chị ở đây rồi, có đúng không? Ở Đời Lữ Thứ và check in Sài Gòn, sau đấy là đi đón Giao ha. Đi đón Giao thì mới xảy ra chuyện đó. Thì khi vào ngồi, khi ngồi vào trong phòng thì mới biết rằng là có Mạnh Thường Quân giúp em Giao từ A đến Z. Ô thì Mạnh Thường Quân người ta giúp như vậy rồi, người ta còn cái giờ đón và đi bao nhiêu người là người ta biết hết rồi. Và những ai tên người ta còn biết, đến cả tên giấy khai sinh của Asin người ta còn nắm. Vì phải đưa tên người ta mới mua vé được chứ, đúng không? Phải đưa tên người ta mới mua vé chứ. Là 5 người tất cả. Thế từ hỏi rằng anh đưa các anh em từ trong miền Nam ra Tâm Giòm này, rồi những cái kênh kia ra để làm gì? Hả? Rồi anh đánh trống, anh mua dối để làm cái gì? Để anh làm cho nó đẹp đội hình à? Hả anh Asin? Rồi tiếp, khi anh đi rồi, anh để lại các anh em như vậy. Tôi là người gọi các anh em lại nói chuyện, đúng không? Để cho các anh em biết rằng là sự việc nó là như vậy, để cho các anh em về. Chứ nếu như các anh em ở lại khách sạn một ngày nữa, hai ngày nữa, nó tốn kém mà nó